Báo cáo thủ trưởng, bố của Pua Sinh vừa mất ạ. Ông Pua Láo mất rồi à? Dạ. Đã phát tang chưa? Dạ chưa. Tại sao có mỗi chuyện này mà phải báo cáo? Báo cáo anh, Pua Sinh trước là công an viên của xã. Sao lại nghỉ công an viên thế? Bố cháu ốm lắm rồi, cháu phải nghỉ thôi. Nghỉ thì làm việc gì? Cháu nghỉ, cháu đi làm thuê ạ. Thế rồi nương rẫy ở đây thì ai làm? Cháu bán rồi chú ạ. Cháu đang mót nốt ngô để bàn giao đất này cho thằng Đoàn ạ. Mình phải bám lấy đất chứ. Bán đi rồi sinh sống thế nào? Thằng Đoàn nó bảo với cháu bán đất cho nó, để nó mở khu du lịch sinh thái, sau này nó cho vào đấy làm việc ạ. Cậu được học hành, lại được bà con yêu mến, cho nên làm cái gì cũng phải cân nhắc, suy nghĩ cho nó kỹ chứ. Dạ, cháu đã nghĩ rất kỹ rồi ạ. Nhưng bố cháu bệnh nặng lắm. Nếu như bây giờ không bán đất thì làm gì có tiền mà lo thuốc thang, mời thầy mo về cúng ạ. Cái chuyện hủ tục ấy, cậu phải làm gương đấy. À, chú Quang, còn cái chuyện chú muốn gây dựng cơ sở ở A Xá, chắc bây giờ cháu không giúp được chú nữa đâu ạ. Cậu không muốn hay là bị ai tác động? Dạ, chỉ là cháu không muốn thôi ạ. Chúng tôi muốn vận động anh ta tổ chức một đám tang tiết kiệm, sạch sẽ, theo đúng tiêu chí năm công năm có của dân tộc Mông. Mà có anh, Thảo A Hề sinh ra và lớn lên ở bản A Xá, thất học, từ nhỏ đã quen với việc là buôn vát hàng lậu, hàng cấm qua biên giới. Năm 20 tuổi thì lấy vợ, vợ tên là Lý, là dân tộc Kinh, là con gái của chủ tịch xã Mường Luông thời bấy giờ. Như vậy, đổi đời là nhờ vợ à? Em nghe nói là được ông bố vợ để lại cho mấy mảnh đất làm nông nghiệp, đi lên từ đấy. Nhưng mà người ta cũng bảo là ông này thông minh lắm, chăm học hỏi, chăm tiếp thu kỹ thuật khoa học công nghệ. Thành ra là mọi thứ đều có lý do của nó. Bà Lý thì đã mất sớm, cũng được mấy năm rồi. Ông này thì cứ ở vậy nuôi con thôi, không đi thêm bước nữa. Mặc dù có nghe nói là có qua lại với cả một hai người phụ nữ, cũng chưa có chồng. Nói rõ hơn các con của ông ta đi. Ông này thì có ba người con gái, tên là Hoa Mơ, Hoa Ban và Hoa Sim. Con rể cả tên là Hải Trường, trước đây là chủ thầu xây dựng, bây giờ thì đang vận độc chức trưởng bản Hạ Hàn ạ. Rể thứ hai tên là Đoàn, hôm trước em có nói với anh rồi. Rể út tên là Tuyên, làm chủ vườn thảo quả. Nói tóm lại là nhờ ông bố đại gia mà mấy ông con rể sống ung dung cả. Thảo A Hề mà chỉ có một công ty nông sản ở đây thì chưa thể gọi là đại gia được. Em có nghe nói Thảo A Hề đang nắm một số vốn lớn trong công ty cổ phần thương mại Bình Hà anh ạ. Nằm trong top 10 doanh nghiệp của tỉnh. Thế là thật ạ? Thảo nào ông ấy làm mối quan hệ thế? Từ chủ tịch huyện, chủ tịch xã, đến cả mấy bác ở trên tỉnh nữa anh ạ. Cậu có nghĩ tay này liên quan đến ma túy không? Em nghĩ là không anh ạ. Nhà có của ăn của để, có vị trí, có uy tín, được bà con ở vùng này tôn trọng như thế, việc gì mà phải dây vào cái việc vận chuyển cái chết trắng, đúng không ạ? Cậu có căn cứ nào khác nữa không? Dựa vào hoàn cảnh anh ạ. Người ta bảo là có thể giấu được dăm bữa nửa tháng, nhưng giấu suốt thời gian dài nhiều năm như thế, em nghĩ là không dễ. Cậu đã xác minh chưa? Dạ rồi. Tại phòng này cũng là một người nghiện lâu năm, thường xuyên lang thang vật vờ, rất ít khi về nhà. Lại cái trò mượn tên đăng ký thôi mà. Đúng ạ. Thế phát hiện mới của cậu đâu? Đây anh xem. Về phòng thôi.
Đây, đây là thằng rể trưởng này. À, thằng rể thứ hai. Clip được quần chúng nhân dân vô tình ghi lại được. Thời điểm là trước hôm chúng ta chặn xe nông sản. Các đồng chí, thực hiện nhiệm vụ. Không được. Nếu kiểm tra không có gì thì sao? Tao không cho kiểm tra. Nếu không có gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ông Vọng, bố của Vinh, là người làm thời vụ cho gia đình Thảo A Hề đúng không? Đúng ạ.